Xin chào anh em, hôm nay tôi có một cái kính thực tế ảo của Xiaomi. Đây. Hộp rất xịn. Đây, hộp rộng khoảng cao nó khoảng độ hơn 22-24 phân. Ngang nó khoảng độ 30 phân. Rất xịn nha, nguyên siêu Xiaomi. Bóc lên em. Đây, tôi đập hộp cho anh em xem. Này thì là cái bản modem cũ rồi, nó chỉ dùng với các máy cỡ nhỏ dưới 5,7 inch thôi nhá. Anh em lưu ý. Đây bên trong hộp này. Kính này. Sẽ gồm một cái kính này. Sẽ hướng dẫn sử dụng này. Đây là remote điều khiển này. Có pin sẵn rồi luôn. Đấy, hộp thì có thế này thôi. Một cái kính thực tế ảo, một cái remote, điện thoại thì mình nhét vào đây. Mọi người lưu ý là chỉ dùng được cho điện thoại 5,7 inch trở xuống thôi. Rồi, cái này thì đai đeo vào đầu. Đây, mắt thì nhìn vào đây. Của Xiaomi chính hãng. Đấy, chỉnh tiêu kỵ, chỉnh tiêu cự, chỉnh cái cỡ mắt để chỉnh vào đây. Rất đẹp, packing xịn sò. Anh em nào chốt thì nhanh tay nhá.